Liên quan đến an ninh trật tự, thưa quý vị, gần 6 tháng đầu năm 2022 này, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Đồng Nai triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, qua đó đã kéo giảm các loại tội phạm. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đây là ba đối tượng gồm Vũ Đức Huy, 29 tuổi, Nguyễn Anh Đức, 25 tuổi và Cao Mạnh Cường, 25 tuổi. Cả ba trú tỉnh Đồng Nai có hành vi cướp giật tài sản, bị Công an thành phố Biên Hòa bắt khẩn cấp. Khai báo trước cơ quan công an, các đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Do chúng tôi thiếu nợ ngoài xã hội, tiền bạc nên bị người ta đòi, nên chúng tôi khi đang đi trên đường lưu thông thì thấy có một cô cầm cái điện thoại, chúng tôi mới nảy sinh lòng tham muốn kiếm tiền để trả cho bạn bè ngoài xã hội, nên chúng tôi giật điện thoại của cô ấy về bỏ chạy. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trong 6 tháng năm nay, tình hình tội phạm hình sự được kéo giảm hơn 14% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ điều tra phá án về trật tự xã hội đạt gần 87%. Đặc biệt, tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 91%. Bắt xử lý hơn 1.600 đối tượng, phát hiện triệt phá, làm tan rã 10 băng nhóm, bắt xử lý 55 đối tượng, không để hình thành tồn tại các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Theo Công an tỉnh, có được kết quả đó là nhờ sự vào cuộc chủ động, dự báo tình hình sau khi hết giãn cách xã hội sẽ có diễn biến phức tạp. Đặc biệt, chúng tôi đã triệt xóa nhiều cái băng nhóm tội phạm, trong đó nhiều băng nhóm như là nổi lên như tội phạm về trộm cắp tài sản, rồi cướp giật, rồi đánh bạc. Trong tháng đầu năm đã bắt 106 đối tượng về truy nã. Đặc biệt là đã phối hợp với cả Cục Cảnh sát Hình sự của Công an và Công an tỉnh Yên Bái đã bắt 3 đối tượng, trong đó có một đối tượng truy nã đặc biệt nghiêm trọng. Riêng về tội phạm vi phạm ở lĩnh vực kinh tế, môi trường, cơ quan công an đã phát hiện 187 vụ, xử lý 235 cá nhân tổ chức vi phạm pháp luật về kinh tế và 170 vụ, xử lý 178 cá nhân tổ chức vi phạm pháp luật về môi trường. Một số các doanh nghiệp để giảm bớt cái chi phí trong cái hoạt động quản lý chất thải thì đã lén lút thực hiện các cái việc là đổ thải ra môi trường hoặc là chuyển giao cho các cái đơn vị cá nhân không có năng lực thực hiện cái việc là vận chuyển đưa đến những cái nơi hoang vắng, những cái nơi hẻo lánh, rồi vào những cái thời điểm là vắng người để thực hiện cái việc là đổ thải trái quy định. Theo Công an tỉnh, thời gian tới, tình hình hoạt động tội phạm các loại sẽ có chiều hướng diễn biến phức tạp, manh động, táo bạo. Do vậy, đòi hỏi lực lượng công an phải có những quyết sách, những giải pháp ngăn chặn kịp thời, hiệu quả. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, là kiên quyết không để hình thành các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen tồn tại trên địa bàn, gánh trách nhiệm của người đứng đầu, từ công an cấp cơ sở, như công an xã, như công an huyện và các cái đơn vị chức năng, nghiệp vụ của công an tỉnh. Tiếp nữa là thực hiện tốt cái việc tiếp nhận giải quyết đơn thư tố giác tội phạm, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án trọng điểm thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Trung ương chỉ đạo và Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đồng Nai còn tăng cường quản lý nhà nước về quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân về phòng chống tố giác tội phạm cũng như tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và tăng cường củng cố xây dựng lực lượng đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.